Nữ sinh Nam Định từ học sinh giỏi cấp quốc gia thành bệnh nhân bị tâm thần vì xem YouTube cả ngày. Nữ sinh Nguyễn Thị Trang, 18 tuổi, Nam Định, tên nhân vật đã được thay đổi, từng là niềm tự hào của gia đình. Trước đây em là học sinh giỏi cấp tỉnh và ở cả cấp quốc gia. Ở lớp, Trang hiền lành và rất hòa đồng. Em tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ ngoại khóa của trường nên được bạn bè, thầy cô yêu mến. Bi kịch ập đến vào năm mới lớp 11. Để khen thưởng thành tích học tập của Trang, bố mẹ đã tặng em một chiếc điện thoại di động đời mới. Thời gian đầu, Trang chỉ dùng điện thoại nhận các cuộc gọi và nhắn tin cho người thân. Dần dần em bị thu hút vào thế giới ảo, những cuộc tranh luận không hồi kết trên mạng xã hội. Các clip thú vị trên YouTube cũng khiến em không dứt ra được. Ngoài giờ học trên lớp vào buổi sáng, toàn bộ thời gian còn lại Trang đều dành cho điện thoại. Ngay cả khi tắm rửa, đi vệ sinh, Trang cũng không rời khỏi chiếc smartphone. Có những hôm em thức thâu đêm để lướt web, xem các clip trên Facebook, YouTube. Anh Nguyễn Thành Phong, bố của Trang, nhận thấy sự thay đổi bất thường của con gái nhưng chủ quan về mức độ nguy hiểm. Anh cho rằng con đang độ tuổi teen nên tâm sinh lý thay đổi. Cho đến một ngày, anh nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm mời gia đình lên làm việc. Cô giáo cho biết, thành tích học tập của Trang xuống dốc thảm hại. Không chỉ vậy, em còn xa lánh bạn bè, giờ ra chơi chỉ ngủ hoặc xem điện thoại. Tưởng con gái đang yêu đương, anh Phong gặng hỏi nhưng Trang nhất quyết không nói. Chỉ đến khi bố mẹ cắt mạng Internet, không cho dùng mạng xã hội và điện thoại nữa thì Trang nổi điên, la hét và đập phá đồ đạc. Em còn dọa tự tử nếu không được sử dụng điện thoại. Năm lớp 12, Trang xa lánh không chỉ thầy cô, bạn bè mà cả bố mẹ. Em nhốt mình trong phòng ngoài giờ đi học. Thành tích trên lớp tụt giảm đến mức Trang bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi. Nhưng Trang không mấy quan tâm vì thế giới của em lúc đó chỉ xoay quanh chiếc điện thoại. Một ngày, chị Mây, mẹ của Trang dọn dẹp phòng con gái và phát hiện sự việc động trời. Hóa ra mấy lâu nay, Trang tham gia một hội nhóm trẻ và có thử thách là tự làm đau mình hoặc tự tử. Nhóm này cho rằng đó là cách giúp con người giải thoát khỏi những đau khổ của cuộc sống. Quá hoảng sợ, vợ chồng anh Phong, chị Mây đã bàn bạc với nhau cho con đi chữa bệnh. Anh Phong nhờ người trích thuốc mê rồi đưa con gái đến thẳng Bệnh viện Tâm thần Trung ương để cai nghiện mạng xã hội. Tại đây, Trang được chẩn đoán bị trầm cảm nặng. Cô bé liên tục đòi dùng điện thoại, nếu không được như ý, cô có thể la hét ném đồ đạc. Không ai có thể tưởng tượng một cô gái 18 tuổi, xinh xắn, cao ráo và trắng trẻo ấy lại có thể mắc phải căn bệnh trầm cảm. Hiện Trang đang điều trị tại khoa 6, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Thường Tín, Hà Nội, đang giành giật từng chút phần hồn của mình để có thể trở lại là cô nữ sinh thông minh, vô tư hồn nhiên trước đây. Thường ngày, Trang hay ngồi co ro một mình, không thích tiếp xúc với mọi người, miệng lẩm bẩm một mình rồi la hét đập phá đồ đạc. Mỗi lần như thế, các bác sĩ giúp em chìm vào giấc ngủ bằng mũi tiêm an thần. Hơn 5 tháng kể từ ngày nhập viện, lúc nào Trang cũng đều lặp đi lặp lại với chu kỳ như vậy. Chứng kiến cảnh tượng này, mẹ Trang, chị Ngô Thị Mây bất lực, chỉ biết ôm mặt khóc. Con gái tôi liệu có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước đây không? Tôi chưa từng nghĩ đến ngày phải đưa con vào bệnh viện tâm thần. Gia đình tôi đã sai khi không quan tâm nhiều đến cháu. Chị Mây chia sẻ.